Dễ còn hai con luôn ha Dân ha. Hai con dễ nhuyễn nhuyễn đi. Em dễ cho nhuyễn nhuyễn, giống như cái này là cái bãi em tập đúng không? Em cứ mạnh dạn làm cho nó nhuyễn đi. Sẵn mình tập cho nó nhuần nhuyễn đi. Xong về nhà em kêu có cái áo và cái tân nào hay là cái đầm nào cũng được, hiểu không? Bắt đầu em làm lại lần nữa, em làm trên một cái sản phẩm áo mình luôn. Đầm hay áo gì cũng được, áo và cái tân á. Đấy, làm luôn cho có áo mặc đi chơi. Biết làm rồi là làm gì cũng được chân. Biết vẽ rồi thì muốn vẽ lên đâu cũng được hết. Tả vậy là ok rồi đó. Đó. Quạt qua chỉ qua đây nè.